Ui đường này sợ nhờ. Thế mà họ vẫn đi xe máy ra được. Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình cùng với trưởng thôn đang đi vào nhà em Lân nhé, để trao một hai phần quà của một chị giấu tên là có gửi cho em Lân là 2 triệu này. Anh Hải ở Hà Nội là có gửi cho mình 500 nghìn để mà mình hôm nay mình mua cái đồ gạo mì tôm này, cá khô này, mắm muối mì chính này, với cả sứa cho con của em Lân nhá. Bây giờ đã đi vào đây được rồi. Đấy, đi cái đoạn đường kia đường trơn khó đi quá. Bây giờ phải để xe, không thể đi xe vào đây được. Đi hai người là chịu rồi. Bây giờ sắp đến nhà em đây. Đúng mà đi vào đường nhà em Lân này thì phải gọi trước cho em xem là em có ở nhà không. Không đi vào từ ngoài đường vào đến nhà em đi xa. Vào mà em không ở nhà em đóng cửa nhà thì mất công vào. Đây nhà em trên này này. Đấy. Bậc lên nhà em này, lấy cuốc để làm bậc lên. Không biết ở nhà, chắc ở nhà mở cửa đây rồi. Sáng nay thì cũng điện cho anh Phử bảo là bảo à, sáng nay đi làm nhưng mà giờ gần trưa thì phải về. Mở cửa. À đây rồi. Ờ, à, xin chào hai vợ chồng. Sáng nay đi làm gì? Sáng nay không đi làm gì đâu à? Phát nương xong rồi à? Đây để đây này trưởng thôn này. Cầm cầm cái này cho anh. Đấy hôm nay chú lên đây thì mua cái đồ này là của anh Hải nhá. Anh ở Hà Nội ấy. Là anh có gửi cho chú 500 nghìn. Là chú mua hết đồ lên cho cháu rồi nhá. Mua gạo này, mì này. Cái này là cá khô để mà ăn dần nhá. Bột canh, mì chính này. Đầy đủ hết rồi này. Còn đây là sứa cho con này. Đấy. Nhá, có một chị giấu tên chị gửi cho 2 triệu nhá. Cảm ơn chị. Biết là đếm tiền không? Biết đếm tiền thôi gì? Thế đếm xem bao tiền? 2 triệu. Ờ, 2 triệu gì? Vâng. Đấy, cái tiền này đi mua cái polo ấy, về xong là làm cái chuồng gà ở đằng sau nhà ấy. Thế nhà không có con gà nào à? Không. Thế bố mẹ cũng không chia cho à? Không. Ờ, thế thì lấy cái tiền này đi mua nhá, xong là về nuôi, làm cái chuồng đàng hoàng vào nhá. Vâng. Bảo chồng thế. Chồng biết đi xe máy không? Có. Có biết được gì? Ừ, thế là được, tưởng là không biết đi xe máy nữa thì thôi. Cháu có biết đi xe máy không? Cháu không biết ạ. Cháu không biết à? Vâng. Ừ, thế chồng biết đi xe máy là được. Thế hôm nào bảo chồng đi ra mua. Hay là cùng với chồng đi mua ấy. Đi mua về xong là làm cái chuồng gà. Lấy gà về nuôi. Ờ nhá. Nấu cơm chưa? Đâu nấu gì ăn nào, xem nào. Gạo này lần trước là chú mua lên cho phải không? Thế ăn với cái gì? Có cái gì ăn không? Thức ăn đâu? Không có. Không có. Thế cái này đâu? Cái nồi này nồi gì? Không có gì. Thế mì tôm đâu? Mì tôm hết rồi. Ăn hết rồi á? À? Vâng. Một thùng mì tôm. Vâng. Mà cách đây mấy hôm nhỉ? Hôm anh lên là hôm nào nhỉ trưởng thôn nhỉ? Hôm thứ năm á? Thứ năm. Hôm nay là thứ hai à? Bốn ngày. Vâng. Bốn ngày ăn hết một thùng rồi. Vâng. Nhanh thế. Trưởng thôn ơi, ra đây anh nhờ tí. Đấy bảo là bảo cháu này là làm cái chuồng gà đây này. Làm ở đây này. Không, đây vẫn là vườn của mình phải không? Vườn của mình. Thế thì làm ở đây này. Nó là quanh. Ừ. Mua cái hai tấm polo về xong là làm cái chuồng gà, xong là lấy cái tiền đấy đi mua gà về nuôi nhá. Vâng, cháu chào cô. Đấy à, nó cho chơi còn mình vô cái đây. Vô ô để bé để làm ở sát kia kìa. Khi nó lấy một thai cho nó chỉ uống là có chê tức là ở đây gần nhà quá mà, nó hôi mất vệ sinh, làm chuồng gà ở đây nó mất vệ sinh lắm, ngay đầu giường mình nên là làm ra ngoài này là hợp lý nhất. Ủa sư phụ chị, ủa sư nên lúc nào thở đi lúc thanh xuân này xong là quanh vào.
Đấy, lấy cái cọc về buộc chắc vào. Xong là lấy mua gà về nuôi nhá. Tiền 2 triệu này là đủ mà. Nhá, bảo chồng thế. Biết nghe rồi gì? Đấy trưởng thôn nói cho chồng cháu này biết. Yo vừa yo ở đây phải để bóc đại vừa đi. Thấy gì luôn nhờ chỉ lo chỉ mê đi mà ô của dù tao à ở bên tổ cái mà mình vô cái cho là vô. Ô đó tổ nó đế mình vô uống để nó in xe. Đang bảo là trưởng thôn hướng dẫn hai vợ chồng làm cái chuồng gà ở đây để nuôi gà. Nhà là không có gà. Không biết là con gà này là của ai? Con gà này của cháu à? Nhà có đúng một con gà này thôi. Nhìn cái chuồng gà này có vẻ nhìn có chán đời không? Đấy lúc đấy thì cũng bảo trưởng thôn hướng dẫn cho hai cháu làm cái chuồng gà ngay cái gốc ổi đây này. Để mua gà về nuôi. Vì nhà là không có chuồng gà với lại không có gà. Đằng trước anh em cho một con gà này nuôi này. Là nhốt ở đây này. Nhìn cái này có giống chuồng gà đâu. Đấy, tiền đấy cất đi nhá. Cá này lấy cái chậu đi rửa qua một tí. Rửa qua xong là rán lên ăn. Thế trưa nay là không có gì ăn à? Đấy rán lên đủ ăn thôi, còn không là treo lên gác bếp để ăn dần. Đi làm về đấy, đi làm về thì cứ rang cái thịt cái cá này lên ăn. Không là treo lên đây nhá. Đấy làm cho hai vợ chồng đủ ăn thôi. Anh không ăn cơm đâu. Cái thao ổ ăn mà anh mua hơn 1 cân đấy. Đấy treo lên đấy luôn đi, đừng để đầu giường như thế nó hôi. Treo lên gần cái thớt kìa. Cơm thì nấu rồi nhưng mà vẫn chưa có gì ăn. Điện này không giật á? Có giật đâu. Làm gì? Thật mà đùa anh đâu. Điện yếu mà không giật được cả. Yếu không giật được. Em bảo vừa quay lại. Ở trên này chắc dùng cái điện năng lượng kia thì được. Ừ, cái này là dùng cái điện năng lượng được. Mẹ nhảy chinh tiếng. Đồn tay nha. Nó cháu gì à? Cái hộp mì tôm là để lên trên này à? Để lên đầu giường này à? Sợ mất à? Không, không có chỗ để. Không có chỗ để à? Hôm nào sao bảo chồng làm cái ghế giá ở trên này, cái gác ở trên này này. Lấy cái cây xà về. Ở đây thiếu gì cây đâu. Lấy cái xà về, xong là đồ linh tinh là vứt lên trên này luôn. Mai bảo chồng nhớ bắt đầu làm chuồng gà xong là đi mua gà về nuôi nhá. Mất liệt cấm cho nó lại một này. Rua. Chú bảo này nhá, bảo chồng nhá, nhớ nhá. Lần sau chú lên là phải có chuồng gà đấy nhá. Hôm nào có chậu chiên đấy thì đi mua về. Lên đây thì thấy nấu cái nồi cơm to đùng rồi nhưng mà không có gì ăn. Trưởng thôn thì hỏi nhá, hỏi chồng nhá mà. Và chồng bảo thế nấu cơm rồi mà thế tí ăn cái gì? Nếu mà được có mò này, lo gì tôi nói nhìn nó mò rồi, nếu mà cơm nấu xong. Đó. Ăn cái gì? Nhớ suy giờ thì chủ nó lo chỉ ăn gì tôi nói nhìn nó mò này nói gì này. Nó mò gì thừa chứ. Được có cho có. Nếu có thế rau thì nhớ. Sao? Chỉ mua rau hả? Nếu mua rau thì sao? Rồi, nếu mà không lên thì không ăn cá lên thì chưa nó ăn cơm chỉ có cơm không với lại củ khoai hôm trước thôi. Vẫn củ khoai à? Củ khoai vẫn củ khoai thần thánh à? Đâu hôm trước thấy một củ khoai to ở đây mà, thấy hết rồi à? Đấy, sáng nay hai vợ chồng ăn khỏe thế nhờ. Đúng là chồng trẻ có khác. Đấy, được rồi. Xong rang lên là được.
Hai vợ chồng này sao lại có hai giường này? Rua, cháu. Giường này để cho khách à? Vâng. À, có khách đến là nằm ở đây à? Vâng. Còn hai vợ chồng là nằm cái giường kia à? Vâng. Giường này trước bố mẹ cho à? Ban đêm là cái điện này nó có sáng không? Có. Vẫn sáng thôi gì? Vâng. Thế máy phát này là chung nhau à? Hay là nhà cháu khác có? Chung nhau. Chung nhau mấy nhà? Hai nhà. Hai nhà chung nhau một máy phát à? Vâng. Cái loại máy phát là mấy trăm nghìn kia phải không? Vâng. Máy phát này để dưới này à trưởng thôn? Máy phát ở dưới này anh ạ. À, dưới vực này kìa. Dưới vực này. Lá tiểu hóa vị ạ. Lá tiểu hóa. Cái to là. Chú dưới chúng mình để xe. Đấy, bát đũa ăn xong rồi phải đi rửa, đi úp vào đây nhá. Này, chú ở đây. Ra đây. Sang đây. Bát đũa này ăn xong phải rửa, phải úp vào đây nhá. Nếu mà thiếu cái rổ thì đi mua cái rổ về, hôm nào bảo chồng đi chợ mua gà ấy nhá. Thì mua cái rổ về úp vào. Mua thêm một cái chậu nữa nhá. Tiền đấy đủ mà. Nhưng mà nhớ phải làm chuồng gà xong là mua một thêm một cái mấy cái rổ vào. Để đựng bát, đựng đũa ở đây này. Nhìn cái chạm bát này nhìn chán đời chưa? Chưa. Dưới này là cái gì đây? Mớ. À, cái mớ. Mớ lợn à? Nè, nó kinh quá, nhìn đen xì ra. À không, cái này cái dáng ăn rồi. Ăn thừa xong lại để đây à? Mắm muối mì chính thì để treo vào đây. Lấy muối mì chính về treo vào đây này. Không để ở giường kia nữa đâu. Đấy, treo hết ở đây này. Ôi, đồng mấy tiêu. Đồng mấy tiêu. Mấy đồng mấy tiêu. Đấy, tán cá này ăn thơm phức này cơ mà. Chắc tí phải ăn hết nồi cơm đấy. Ăn cái cá khô này với cả cái cơm kia thì thôi rồi. Ăn cơm đi. Chú khoan cơm đâu, ăn cơm đi. Cái chồng khó khó giống là giá là giá chỉ là đá vô tùy kia nó không khó tao cho cái lại chen tuôn như thế là không có rau canh gì à? Không. Cái gì kia đỏ đỏ kia kìa? Cái kia không có gì đâu. Không có gì đâu à? Vâng. Thế nên lo cho ớt thần thái có lộp bây giờ. Nhưng mà hôm nay mình không lên thì lại tiếp tục ăn khoai. Đâu khoai đâu, có thấy củ khoai nào đâu. Khoai em ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Cái gì cũng ăn hết nhỉ. Ăn cơm đi, rua. Lộp bột chè. Lộp bột chè nào. Nào trưởng thôn ngồi đây một tí. Rồi. Tí mình đi ra lên ăn cơm anh phủi thôi. Mới bảo anh phủi ngồi đây chơi một tí. Cùng gia đình xem là Lân phản ứng nào, nó hoang mang không. Lân này được cái hiền đó mà nhỉ. Hiền lành. Qua là không được đi học. Nên là bây giờ không biết tiếng phổ thông, không biết nói. Không nghe được tiếng phổ thông. May mà còn có vợ biết nghe biết nói một tí. Mâm cơm VIP. Cái gì? Bà bảo cô ấy muốn ăn cơm cô. Bà bảo lấy cái nhưng mà không cơm. Đây có đây mà. Có đây rồi. Cái chim mồi cứ trong sáu lò mà. Để bóc cho nó chứ. Để bóc cho nó chứ. Cái túi ở giường kia là mẻn mén à? Túi trắng kia là mẻn mén à? Không cần đâu, không cần đâu. Chú ngồi đây, cháu chỉ có dùng đây tặng. Trưởng thôn phải nói tiếng Mông chứ. Nói thế có nghe được đâu.
Gió lớn rồi, chín rồi, chín rồi, gió lớn rồi. Được cái may mà em Lân này là biết đi xe máy. Nếu mà không biết đi xe máy nữa thì thôi rồi. Khổ. No đi. No, no, no. No, no, no. Chín rồi. Nó no, sao nó no. No, ăn cơm với cá mắm đấy, ăn cơm với cá mắm của anh Hải nhá. Anh Hải xem được video này vui lắm đấy, lên đúng kịp vào gần trưa nên là nấu cái cá này ăn luôn, không thì gia đình không có gì để ăn. Cháu sẽ ăn nhà là không có bột canh đâu phải không rùa. Nhà là không không dùng nguyên muối và không có bột canh đâu phải không? Có mì chính à? À có một gói mì chính để tận nóc nhà kia cả. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Tất cả một gói muối này. Hôm nay chú mua hết vào đấy, bột canh mì chính vào đầy đủ hết đấy nhá. Dùng hết cái đấy thì lại dùng cái kia nhá. Ăn đi chuẩn ăn đi. Không được. Ăn một bát cho nhà cả nhà vui. Ờ ăn cơm đi. Chiều đi làm gì? Chiều không đi làm gì à? Bây giờ hết nương rồi à? Hết nương làm rồi à? Lần trước dỗ phát phát ngô làm nương ngô kia trồng xong chưa? Ờ ăn cơm đi. Nó mất đi lá. Nó mất. Nó mót tí lâu là cái gì? Ăn cơm đi anh. À ăn cơm đi anh à? Tí lâu là anh. Thế em là gì? Em là cứ. Nó mót đi cứ. Đấy, nó mót đi cứ. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó mót đi cứ. Học nhanh lắm. Khoa không thích học rồi. Nó mót phải sẵn rồi. Cô ăn cơm đi cô. Nó phải không? Nó cô ăn cơm đi. Nó phải sẵn rồi. Chủ thôn ăn đi. Làm một bát đi. Nó phải sẵn rồi. Không, sao em đi. Nó sẽ đánh nó à? Nó chả nó. 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 Đấy. Ăn cơm chan với nước lọc. Nước đun sôi để nguội xong là chan với cơm ăn. Lần trước mình lên thì mua gạo này lên nhá, không thì hầu như là bà con trên này toàn ăn mèn mén này, xong là chan cái nước kia vào. Phải không? Rua? Phải. Ừ. Biết mà. Cá ngon không? Hỏi chồng em cá ngon không? Ừ, cảm ơn anh Hải nhá. Anh Hải Hà Nội ấy. Anh Hải Hà Nội nhưng mà bây giờ đang sinh sống tại Bình Dương, miền Nam. Cô Hải không? Mua cho chị nó tôi vô nó nửa hồ tì là hải nhất của tổng Bình Dương. Ờ. Nhưng mà tỏ tôi này. Dì hồi nửa nhất là mua chê tôi thôi thôi. Mua chê tôi tì lào nó. Mua chê tôi tì lào nó ngắt. Ờ. Nó mà. Dì hồi nửa mà. À trưởng thôn hôm nay có đấy cô bảo gì không? À, cô hôm cô, nay... cô nó đi xẻ chưa, xẻ ván chưa? Cô hôm nay đã đi bơm xăng rồi. Đi lấy xăng rồi gì? Ừ, vâng, xăng. Mai em cứ bảo nó đi xẻ đi nhá, xong lúc nào nhờ người thì với anh lên nhá. Chắc anh các mua đồ ăn lên. Hôm nay đi cho nó xẻ xong đàng hoàng đi. Ừ. Xong lúc nào là nhờ anh em này vác về là bắt đầu là làm luôn. Vâng, vâng. Là tháo ra là làm cho nhà em pó luôn. Vâng. À cháu pó đấy, không cháu phải em pó đâu. 18 cân 40. Chị làm ở đâu không nhớ bảo chồng làm chuồng gà nhá. Cháu đi về đấy con. Hôm nay toàn kỳ nên có mấy đấy trưởng thôn bảo là mai làm chuồng gà luôn đi bảo thế. Ừ, cho sướng rồi. Tan đùa nên ở trong cái đó hả? Làm chắc chắn vào nhá, bảo chôn đàng hoàng vào. Nhưng mà chưa, đông chưa là chờ đâu. Ủa đấy bây giờ lúc xuôi nhớ rồi, xong cũng mất sâu hù rồi. So ít bồn gì nó trong cả họ rào riết đàng hoàng vào để mùa này nó còn mình còn nhốt gà đấy không phải thả ra đâu bà thế nhốt nó cả họ muốn nữa to à thanh niên lại đến đây rồi phó thôn đấy à phó thôn à thế nhỉ chào phó thôn nhá hôm nào gặp phó thôn một tí nhá đi ra lên nhà phủ chơi giang ơi đi lên nhà phủ chơi